Ngày 409. Đi sư bài lính chiều thiên. Đầu tiên là cách nói đấu một hiệp. Nguyên văn là đến một hiệp. Lái chú. Lái. Lái. Y. Y. Chú. Chú. Lái chú. Lái chú. Lái chú. Đấu một hiệp với cô, nguyên văn là cùng bạn đến một hiệp. Cân nhỉ lái chú. Cân. Cân. Nhỉ. Lái. Y. Chú. Chú. Cân nhỉ lái chú. Cân nhỉ lái chú. Cân nhỉ lái chú. Vậy tôi đấu một hiệp với cô, nguyên văn là vậy tôi cùng bạn đấu một hiệp. Nào cân nhỉ lái chú. Nào cân nhỉ lái chú. Nào cân nhỉ lái chú. Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vi Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lu ở bê bê, nhé ở xào xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lên nó. Chân Thủy, tổng hội ở chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lào quê chủy, trần di xí gì hả? Được, ok. Hảo. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵn. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow. Phá sụ xí nị thiên xiang liền. Ni ni, trang bị của muội. Ni ni, nhé trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, xin thế yên chìa thay hào lạ bà. Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Bể Bể Bể, yếu mêu xin chú PK y bả. Được, có thể. Có thể. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ? Là PK cũng đéo đến giải thấu bà. Dây chuyền mà vừa rồi bút rơi coi như vật cá cược. Các hâm bút đeo đồ đầy xiang liền, chủ ý đủ chủ. Cô thấy thế nào? Nhìn khăn dầm nhau. Hóa ra cái mà anh để mắt đến là dây chuyền. Yêu là nhìn khăn sẵn đó là xiang liền. Có điều đó không phải là trang bị của tôi. Bố cô nà bố sư của tôi trang bị. Vậy tôi đấu một hiệp với cô, nguyên văn là vậy tôi cùng bạn đấu một hiệp. Nào cân nhỉ lái chú ý.